sâm xuyên lá là loài sâm quý hiếm, được mệnh danh là bậc thầy của các loại sâm ở núi rừng phía Bắc. Sâm xuyên lá thường sinh trưởng và phát triển theo quần thể, phải hội tụ rất nhiều điều kiện về thổ nhưỡng, độ cao, khí hậu, độ ẩm, chúng mới sinh trưởng được. Sâm xuyên lá được giới nhà giàu Trung Quốc thường hầm sâm này với chim công để bồi bổ. Sâm xuyên lá có tác dụng tái tạo tế bào, giúp cơ thể hồi phục sức khỏe nhanh chóng, thể lực sung mãn, giải độc tố mạnh mẽ. Khoảng mấy chục năm trước, người Trung Quốc thu mua loài sâm đá này ồ ạt ở Việt Nam. Họ tưởng sâm xuyên đá ở Việt Nam đã tuyệt chủng nên ngừng thu mua từ rất lâu, và rồi loài sâm này như là quên lãng. Đặc điểm của cây sâm xuyên đá: củ sâm xuyên đá khá nhỏ, màu vàng nhạt, thân cây bằng cái đũa nhưng củ chỉ bằng cái ngón tay người lớn. Củ sâm có mùi thơm mát của sapolin, rất dễ chịu. Khi nhỏ chúng lớn nên như cây gỗ rất cứng, mọc hẳn. Thế nhưng khi đã được trên 10 năm tuổi thì phần ngọn cứ dài ra rồi mềm mọc, biến thành dây leo. Thân dây vuông màu xanh quấn vào cây lớn mà ngoi lên. Khi chúng bám vào cây lớn leo cao thì toàn bộ phần thân gỗ bên dưới cũng biến luôn thành dây leo, không khác gì loài sắn dây. Khi cây sâm còn nhỏ thì củ lại to hơn thân nhiều lần. Như khi cây sâm lớn thì củ gần như không phát triển mà chỉ dài thêm và biến thành rễ để lấy dinh dưỡng nuôi thân. Ngay cả ở Tây Tạng, loài thảo dược này cũng rất hiếm. Các nhà sư phải trồng ở khắp nơi để có nguồn dược liệu. Hồi về Sapa, leo lên đỉnh Phan Xipang, ông Lâm không ngờ cây sâm xuyên đá cũng có ở dãy núi này, mọc cũng như băng tuyết. Công dụng của cây sâm xuyên đá: theo các nhà sư Tây Tạng, cây sâm xuyên đá có tác dụng giải độc cực mạnh, đặc biệt là việc nhiễm độc gan. Các nhà sư Tây Tạng dùng chúng để hỗ trợ việc điều trị xơ gan. Khi bị xơ gan, cơ thể sẽ tích nước trong ổ bụng, trong gan, thận. Cây sâm xuyên đá có tác dụng hút nước vào cơ thể, theo đó các độc tố cũng nhanh chóng được đào thải với nước. Ngoài ra, việc hoạt chất trong cây lá dài hay còn gọi là cây sâm xuyên đá có tác dụng giảm cân. Hoạt chất trong cây sâm xuyên đá có tác dụng phân tách mỡ thừa thành nước và khoáng chất. Nước sẽ đào thải, còn khoáng chất sẽ được hấp thu lại, để nếu cơ thể không có nhu cầu, khoáng chất đó cũng được đào thải ra ngoài. Mặc dù loài thảo dược kỳ lạ này chỉ sống ở trên đá ẩm ướt, lạnh giá và ít ánh sáng, nhưng chúng lại có sức sống kỳ diệu. Nếu hội tụ đủ những điều kiện kỳ quặc đó thì chúng sống dai như biển. Điều đặc biệt, hàm lượng sapolin tổng hợp trong thân và lá của sâm đá bằng 70 so với củ, do đó không bỏ đi thứ gì. Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, sâm xuyên đá xuất hiện nhiều ở dãy Trường Sơn, vùng Ngọc Linh. Thế nhưng nhiều năm nay không còn thấy chúng nữa. Người Trung Quốc đã âm thầm mua sạch từ nhiều năm trước. Theo ông Trần Ngọc Lâm, nhà giàu Trung Quốc thường hầm sâm này với chim công để bồi bổ. Sâm xuyên đá có tác dụng tái tạo tế bào, giúp cơ thể hồi phục sức khỏe nhanh chóng, thể lực sung mãn, giải độc tố mạnh mẽ. Đêm đó chúng tôi ngồi ở giữa rừng sâm, dù không có chim công nhưng có thịt gà thay thế. Cả loài củ sâm đá và hồi gà hầm đã có được món ăn của vua chúa. Ăn nhiều sâm quá, uống nước lá sâm căng bụng, nằm ngủ giữa quần thể rừng sâm thơm lừng nên gần như cả đêm thao thức không ngủ. Thế nhưng lạ lùng, buổi sớm hôm sau cơ thể nhẹ nhõm tỉnh táo, không hề có cảm giác mệt mỏi khó ngủ. Anh Nguyễn Thanh Tuyền, chuyên gia sâm Ngọc Linh, nhận được gỗ sâm đá, tôi đã đem đi gặp một số chuyên gia dược liệu nhưng không có ai biết là cây sâm gì. Ngoài thực vật này có lẽ cũng chưa được nghiên cứu ở Việt Nam. Điều này là bình thường vì thực vật ở nước ta, nhất là các loại thực vật trong rừng sâu rất đa dạng, phong phú, là vì
là người có nhiều kinh nghiệm về sâm ngọc linh, chỉ cần ngửi mùi hoặc hơn nữa sau khi uống, tôi khẳng định sâm đá hay còn gọi là sâm xuyên đá rất quý, rất giàu saccharin. Tôi đã ngâm rượu sâm xuyên đá và dậy mùi, và thấy dậy mùi hoạt chất saccharin. Nếu ngâm mẫu sâm này đi định lượng thì hàm lượng saccharin tổng hợp có thể không kém sâm ngọc linh là bao nhiêu. Điều quan trọng bây giờ là làm sao bảo tồn được nguồn gen, phát triển được quần thể sâm ít ỏi. Ngoài tác dụng kể trên thì sâm xuyên đá còn có một số tác dụng khác nữa mà các bạn nên biết. Người huyết áp thấp, cơ thể suy nhược, đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt, táo bón, đau xương khớp, đều có thể dùng sâm xuyên đá. Sâm xuyên đá có tác dụng chống mệt mỏi, tăng cường thể lực và tư duy hiệu quả. Sâm xuyên đá có tác dụng tăng khả năng kích thích, thích nghi và phòng vệ với các kích thích có hại như bia, rượu, thuốc lá. Ngoài ra, sâm xuyên đá còn có tác dụng tăng cường sinh lý, phòng chống ung thư, ngăn ngừa khối u phát triển, tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Sâm xuyên đá có tác dụng chống lại được sự mệt mỏi, giúp tăng hiệu suất trong lao động, trong tư duy và thể lực, chống lại sự lão hóa và cải thiện chức năng của não ở những người lớn tuổi, tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung của trí tuệ. Sâm xuyên đá có khả năng thích nghi và chống lại những kích thích có hại. Nó vừa có thể làm hồi phục huyết áp ở cơ thể do mất máu, và vừa có thể làm hạ huyết áp ở những người bị tăng huyết áp. Nó có khả năng tăng cường sự miễn dịch cơ thể, tăng cường sự kích thích hormone của nam và nữ. Cách sử dụng sâm xuyên đá như sau: sâm xuyên đá rửa sạch, sau đó ta có thể thái hát, hơi khô, dùng để hãm uống nước. Ngày dùng từ 20 đến 25 gram sâm xuyên đá rửa sạch, thái hát trong một tủ lạnh bảo quản. Ta có thể uống tươi hàng ngày. Sâm xuyên đá rửa sạch cho vào ngâm rượu với một cơm sâm xuyên đá sau khi rửa, ngâm với khoảng 5 lít rượu trong vòng 3 tháng trở lên là ta có thể dùng được. Mỗi ngày dùng không nên quá 100ml, nếu nhiều cũng không tốt. Các bạn có lẽ cũng chưa thử dùng sâm xuyên đá bao giờ. Sâm xuyên đá là một loại sâm cực kỳ quý hiếm, chỉ xếp sau sâm ngọc linh theo đánh giá của bản thân tôi. Vì vậy, các bạn có thể một lần dùng sâm xuyên đá. Các bạn có nhu cầu sử dụng sâm xuyên đá, liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình của quý khách. Nếu quý khách không nhớ, có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0932 3402. Cảm ơn các quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy kích vào nút đăng ký để theo dõi những video mới luôn được cập nhật. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.